công trường nữa các bạn. Đây là trường học, nhà thờ hả chú? Nhà thờ đấy, con đứng đây con quay đoạn hả chú. Đây nè, cô chú nhìn thấy chú đứng bảo vệ đó nha. Hà nước, lội cỏ này nè, đây là. Dạ, chào chú. Ngồi uống nước trà gác giò lên vậy luôn đó hả chú. Rất là sâu luôn nè cô chú. Còn trong sâu không anh? Sâu. Đem lội vô trong coi. Sâu dữ, sâu dữ lắm không anh? Anh đi làm đó bạn. Thôi từ từ anh, từ từ nha. Trần ơi, rồi nước thải, nước đồ anh à. Là không ra được luôn hả con hả? Dạ em xin chào. Đi làm đây ha. Mấy anh em đi làm nè các bạn. Đi làm mà xe ngập cỏ đây nè. Bờ bơ có nước chảy rồi nè. Cô bị ngập không cô? Mới rút đây ha. Đây là xăng chắc này không có đổ luôn các bạn ơi. Đây là nơi của bà chị bán bánh bao. Không bán được hả chị? Ở trong cô là có ảnh hưởng gì nhiều không cô? Nước ngập trong nhà, bây giờ bên mông đây nè. Đâu, nhiều. Bên cạnh nhà hàng thì đây là khu vực những cái quán cà phê cốc nhỏ lẻ. Nhưng mà tuy nhiên đã ngập vô tới bên trong rồi nên những ghế, bàn mọi người đã chắc lên cao. Và đây là một trong những nơi tập kết rau củ quả để các cô chú vận chuyển đi những nơi khác. Không? Ở đây là ngập như gì thì ai mà ghé nữa. Ta sợ xe cộ đủ thứ hết trơn. Rút bớt rồi nè. Cái khu ngoài này có ảnh hưởng bà con nhiều không chú? Hải Lan này ra xong luôn rồi. Xúc ra đứa bị rút hết trơn. Dạ. Em quay cho bà con xem, cô chú nhìn thấy cái tủ của chú kìa. Đó, đó là cái tủ mát đó. Mà cái tủ mát như vậy là cẩn thận điện nha chú. Rút tết hả? Hồi hôm này lên hả? Cái tủ lạnh tới đây luôn nè. Trời ơi. Vậy có tủ lạnh cô đem lên kẹp không? Tủ lạnh không có đem lên, để chịu trận không bỏ luôn. Dạ các bạn, thì bây giờ chúng ta tạm xa rời khu vực này để đi vào bên trong thăm viếng cũng như các cô chú khu vực bên trong. Đặc biệt là nhà ông nói ngập lên tới ông Nguyễn luôn đó các bạn. Anh xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Em bị sập cống rồi quá. Vậy thì ngày hôm nay là ngày 13 tháng 3 dương lịch. Em đã có mặt tại thành phố Mỹ Tho, ngay dòng xây của Mỹ Tho luôn đó cô chú. Đường về thành phố, còn đường về cầu Gạch Miễu, còn đường về cầu Mỹ Thuận của chúng ta. Cô chú nhìn thấy sau lưng của em nè, em bây giờ đang sập cống rồi. Lập chiếc dép luôn rồi nè. Sâu dữ lắm luôn đó cô chú, khoảng cả 5 tấc nước vậy đó. Dạ thì ngày hôm nay em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cập nhật một số tình hình nghiêm trọng. Trong thời tiết này là khô hạn vô cùng luôn đó cô chú. Ở Cà Mau và ở trên núi mọi thứ đều chết khô chết cháy hết trơn, nhưng mà ở thành phố Mỹ Tho của chúng ta thì như thế này nè. Cô chú nhìn thấy phía sau em nè. Dạ thì cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em trong video đặc biệt ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay là đỉnh điểm luôn đó. Dạ à, buổi sáng lúc này là 5:46 ngày 13 hả cô chú. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Và em sẽ xây camera lại. Trước tiên chúng ta sẽ ghi nhận một số hình ảnh ở ngoài đường. Đường này thì cô chú đi về cầu Gạch Miễu nè, đến được Gò Công nè, và đi đến thành phố Hồ Chí Minh cũng được luôn. Và sau đó chúng ta lần lần vô hỏi thăm các cô chú cũng như là những người chịu nạn tại khu vực này. Đặc biệt là nhà dân ở bên trong ngập sâu khoảng cỡ gần 1 mét luôn đó cô chú. Em xin mời cô chú nha. Đây chính là dòng xây ở Mỹ Tho. Dạ em xin chào. Đi làm đây ha. Mấy anh em đi làm nè các bạn.
thì làm mà xe ngập cỡ này nè. Bây giờ em gặp cái cảnh mà ngập nước như thế này em rất là sợ luôn cô chú. Tại vì rồi em quay cho bà con cô bác xem đó, cô chú nhìn thấy những chiếc xe số thì không sao ha, chúng ta chỉ là bị hao mòn nhông sinh dĩa thôi. Nhưng mà những chiếc xe tay ga như thế này nè, mỗi một khi mà nước nó vô cái hộp số máy đó cô chú thì là sửa rất là nặng tiền luôn nha. Hư hộp số, hư tất cả những cái mặt nạn ở bên trong luôn. Bởi vì mà khi bây giờ mà gặp cô bác cũng như là mọi người đi làm mà có những chiếc xe số thì không sao nha. Còn xe tay ga mà nhúng nước một cái ha, mà không may mà nó vô được hộp số là rất là nguy hiểm luôn, tốn tiền chứ lắm nhiều cô chú. Cô chú nhìn thấy ông bạn của em nè ha, nó ông bạn của em nè. Đây là cầu Gạch Miễu nè, km 00. Các bạn đi lên coi. Vừa bán vé số và lụm da chai luôn hả bà? Dạ. Nước như gì bà không đợi bớt nước hả đi? Lên cái ghế này ngồi chút đây bà. Từ từ nha. Rồi, lên nó ngồi chút đi bà, đừng có lội nó sập cống á. Nghe bà, ngồi nghỉ nó nghe bà. Nhà bà gần đây không? Cô 50 nè, sắp tôi định nè. Của bà có bị ngập không? Không. Nhà không bị ngập hả? Nhà có nuôi cá mà giờ trong nhiều miếng nước không có luôn á. À, nhưng mà ở đây thì phải ngập gì đâu nữa hả? Dạ. Dạ. Rồi bà ngồi nghỉ tí đi để nó sập cống á. Dạ thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy là nó ngập quá sâu luôn phải không ạ? À? Chỉ có cái mé bên tay trái của em là không bị ngập thôi. Mé bên tay phải thì dữ lắm, sâu luôn rồi, mọi người đã né về bên tay trái hết trơn rồi. Em gặp nước bây giờ em rất là sợ luôn cô chú. Sợ bị hư xe. Chạy dầu một cái là sửa xe nhiều lắm. Ở bên đây thì cô chú nhìn thấy nhà này là khoảng cỡ 4 tấc nha, mà cũng ngập vô hết rồi. Bữa nay nước lên hơi trễ cô chú, ngày hôm qua thì lên hơi sớm hơn một tí. Em gặp mấy chiếc tay ga mà bừng bừng xuống nước như vậy em sợ quá cô chú, sợ cho mọi người á. Mấy bên kia thì cũng ngập linh láng luôn cô chú ha. Bên kia còn chủng hơn nữa. Ở khu vực này bà con cô bác lấy nước rồi nè. Nước này nước ngọt hả anh? Ngọt hả mặn mà mọi người múc vô tạc hả? Nước ngọt này nước ngọt hả? Chàng vô tới đó luôn rồi mình rạc cho nó ra bụi đó anh hả? Dạ. Đoạn đường này là đi về cầu Gạch Miễu nè cô chú. Còn mấy bên kia thì càng kinh khủng hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ qua đường mấy bên kia cô chú ha. Mấy bên đây thì bà con cô bác bán cũng nhiều. Ây da. Sập rồi.
Thôi ơi. Thần ơi, có nước chảy rồi nè. Trời ơi coi nè. Ủa cô có bị ngập không cô? Mới rút cái ha. Mới hôm là linh láng luôn. Thôi hồi hôm dữ lắm luôn hả? Dữ lắm, băng 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 luôn. À, tại hồi tối tụi cô cũng hay nhưng mà con cái hình ảnh nó như cái màu mà nó đúng như không đủ. Nó không đủ ánh sáng đó. Nó nói rồi trời ảo chết chết luôn á. Ở trong cô là có ảnh hưởng gì nhiều không cô? Nước ngập trong nhà bây giờ bên mông đây nè. Đâu, hiểu. Anh Thiện ơi, vô với cô nè. Chàng ơi. Còn gì luôn. Hôm nay nó lên mấy ông địa luôn. Đêm hôm lên nhiều nó để con vô trong ha. Vô trong bước thôi anh. Quên không đẩy hải luôn mà. Nãy giờ nè ơi kìa. Đêm hôm là tới đâu cô? Đêm hôm mà tới nửa bánh xe luôn. Nửa bánh xe luôn như gì gì. Có như gì cô ngủ làm sao? Ngủ trên gác đâu có. Ờ trên gác ha. Đây đây đang bước vô trong tí ha. À. Đây cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy mà nếu là nước ngập như thế này thì nếu mà lên tới bến xe chắc chắn cái bàn thờ ông địa. Bàn thờ ông địa mới là ông thầy luôn á. Nè. Này coi nhờ có cái gác nè cô ha. Không có cái gác là chết luôn rồi. Trần ơi rồi. Nước thải nước đồ nè. Là không ra được luôn hả cô hả? Không ra được luôn, tới giật gọc nó mới ra mới lao được. À. Anh coi ra đâu có ngủ được. Hên là có cái gác, không có cái gác chết luôn. Rồi được rồi, là lúc Tết là mình nó bị chịu một lần rồi. Lúc Tết hả? Hôm mình lên hả? Cái tủ lạnh tới đây luôn nè. Chàng ơi, vậy cái tủ lạnh cô đem lên kẹp không? Tủ lạnh không có đem lên, để chịu trận luôn, bỏ luôn. Ủa như vậy là cái tủ lạnh này cô bỏ luôn rồi đó ha? Tại vì nó chịu nước như vậy là nó hư rồi. Hư rồi lao à. Nên anh Thiện, nếu nó ngập lên mà 4-5 tắc vậy là hai cái tủ lạnh này đi hết trơn rồi. Nước rồi rác đụng đầu cho vô đây. Cho vô đây chứ nó không có thoát được á. Tại nước bên ngoài quá nhiều á. Đâu có ai được quá trời. Cô đã chịu hồi Tết một lần rồi, bây giờ thêm một lần nữa đó bạn. Tết một lần nữa. Dạ. Đây, cô... nói, em tưởng là nhà thì ở phía trước không à. Con này rất là thấp quá à. Mông luôn, nó chảy băng băng không, mà tới mấy nhân dạng không được. Yeah. Qua là nó tù vô. Dạ yeah, thì đây chính là một trong những hộ dân mà đã chịu cái nạn này rất là đặc biệt các bạn ha. Thành nhìn thấy thương các cô chú gì đâu á. Tại vì trong cái mùa khô hạn mà chúng ta lại gặp cái cảnh như thế này. Ở nhiều nơi thì cây khô héo, chết khô, chết héo hết trơn. Còn ở cái khu vực ở Mỹ Tho của chúng ta thì cô đây chịu gặp cái nạn như thế này nè. Đó giờ chưa bao giờ mà ngập như vậy luôn á. Những năm trước thì Dũng vẫn có nhưng không bao giờ. Không bao giờ mà vậy. Vậy đó hả cô? Mới ngã cái trụ quá, kìa ghê quá, cột kèn nó xong ghê quá trời. Cái trụ đó, nó ngã luôn đó hả? Mới ngã cái thầy luôn anh, chị mới thấy đó. Để ông ra đó quay cho bà con xem, cảm ơn cô nhiều ha. Đây là một trong những đoạn đường ngập rất là sâu luôn nè cô chú. Mọi người phải di chuyển như thế này. Ủa anh chạy không ra nổi luôn hả? Tránh 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 ra, anh cho anh vườn ra kìa. Ở trong sâu không anh? Sâu. Đem lội vô trong coi. Sâu dữ lắm luôn hả anh? Anh đi làm đó các bạn. Thôi từ từ nha. Anh chạy ra đây được một cái là anh mừng lắm luôn á. Cái trụ này thì đổ bê tông kiên cố mà lặt luôn rồi nè cô chú. Nhưng mà cái quan trọng là em thấy cái trụ điện này nè. Cái trụ điện này ở bên trên nè cô chú nhìn nè. Nó có cái hiện tượng nghiêng rồi đó. Nếu mà tình trạng này diễn ra hoài thì chắc chắn là cái chân này sẽ xói mòn nè. Tại sao lật góc giống như gan gì nữa rồi cô chú? Vô thăm cái học viên trong này đi. À. Dạ ơi, cái này là bê tông kiên cố mà xối luôn anh nó chơi luôn anh. Dạ. Đã 1 phút rồi nè. Cái cột điện nó ngã. Nó xuyên rồi đó nghe cô. Ờ, à, cô cẩn thận á. Chắc này là 6:40. Rồi đó cô chú.
Đây là một trong những cái giờ mà cao điểm của các cô chú cũng như là công nhân học sinh đi làm. Ở đây nước. Cái hố hả chị? Sấy ở dưới lên nè các bạn. Cái hố sâu lắm. Ủa nước ở dưới nó xì xì lên nè cô chú. Ở đây thì em thấy nước dâng cao lên. Chuối dừa. Nước giờ còn đang đổ cho băng băng luôn. Dài vô tới trong luôn nè cô chú. Vậy là bữa nay là chị nghỉ làm luôn. À, thông thường là giờ này là ngay chẳng cái giờ cao điểm đi làm luôn á. Giờ đi làm luôn. Dạ. Dạ. Rồi chúng ta đi ra bên ngoài băng qua đường ấy cô chú, bên kia cô chú nhìn thấy kìa. Dữ lắm luôn rồi. Em đã qua được phía bên đây đường rồi cô chú. Bên đây thì có những chỗ thấp, có những chỗ cao. Phía sau lưng của em thì các cô chú cũng như là mọi người đang tất bật để đục thoát nước các bạn. Tại giấc này nước cũng bình bình ra rồi. Còn đây chính là khu vực cây xăng nè, cô chú thấy đằng kia thì nó hơi cạn cạn hơn đúng không? Nhưng mà đằng này thì rất là sâu, mỗi khi cô chú mà cũng như mọi người chạy vào đây đổ xăng đó là nửa bánh xe luôn đó. Đây là cây xăng nè. Đó. Đây là xăng giấc này không có đổ luôn các bạn ơi. Nước như vậy không đổ được. Đây là nơi của bà chị bán bánh bao. Nước ngập quá rồi chị ha. Dạ. Nhờ cái này mình bên trong cao á chị ha. Ở trong cao không cũng đỡ nha. Hồi 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 bữa mùng 1 đó chị ha. Ngày mùng 1 là ngập lên tới khu vực của chị luôn đó hả? À 5 phân. Nhưng mà hôm nay thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà có ảnh hưởng cái gì buôn bán như thế này không bán được hả chị? À. Ngày hôm nay là đỉnh điểm gì vậy? Hay là ngày hôm nay nước nó giật rồi? Đỉnh rồi đấy à, là bắt đầu nó sẽ rút mắt luôn. Thông thường thì trong một năm là chị chịu hai đợt như vậy đó hả? Hay là chỉ có năm nay là như vậy thôi? Vậy đó hả? Thì em nghĩ là nếu các cô chú ở đây một năm mà bị một lần thôi là đủ mệt rồi. Mà cái này em thấy là hai lần rồi đó. À, trong cái lúc này thì ở chỗ khác chị biết thấy khô héo chết, khô chết héo hết trơn luôn, nhưng mà của mình thì dư nước như này nè. Dạ. Gian thì nước không có nước luôn. À, Cà Mau khô hạn á. Rồi cảm ơn chị Hát nha nhiều ha. Dạ. Nước chắc này cũng bình nè các bạn, đang rút bớt rồi, nhưng mà cô chú anh chị cho các bạn nhìn thấy ảnh hưởng rất là nhiều cuộc sống của bà con khu vực này. Ở trong này cô cũng đang cạo ra nè. Cô chú nhìn thấy cái nền nhà này thì cũng tương đối rất là thấp, trên lệch chỉ có vài phân là chả chào chị. Nhưng mà cô chú anh chị các bạn nhìn thấy cái thềm á, mọi người để lên trên rất là cao ha, khoảng cỡ 4 tấc luôn đó, nhưng mà vẫn tràn vào bên trong. Bà con cô bác đang vệ sinh nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lần vào bên trong, vô càng vô xóm đình thì càng sâu hơn nữa cô chú, càng sâu hơn nữa luôn á. Xin mời cô chú vào bên trong nha. Đây là khu vực ở ngoài lộ thôi, nãy giờ chúng ta ghi hình ở ngoài lộ thôi, bây giờ chúng ta vào bên trong. Cổng công trường nữa các bạn, đây là trường học. Nhà thờ hả chú? Nhà thờ đấy, con đứng đây con quay đoạn hả chú? Đây nè, cô chú nhìn thấy chú đứng bảo vệ đó nha. Mà nước lội cỏ này nè, đây là công trường nhà thờ của chú. Dạ. Dạ, chào chú. Ngồi uống nước trà gác giò lên vậy luôn đó hả chú? Chàng ơi. Kìa, okay, chú ngồi mà cái giò chú gắt lên thiệt là cao luôn kìa. Đây là công trường mà cô chú nhìn thấy rất là cao luôn ha. Cỡ khoảng cái này là em nghĩ là ngập vô khoảng cỡ 4-5 tấc á. Này rút bớt rồi đó mà cô chú nhìn thấy là những ống nhựa kìa. Đây công trình như thế này nè. Chú thì uống nước trà, bắt những cái ghế ngồi tuốt ở trên cao luôn kìa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cận nè.
Chắc cô chú ở bên trong ha, khu vực xóm Đình càng dữ hơn nữa đó cô chú. Thành phố Tân An, km 00. Đây chính là khu vực buôn bán của các cô chú. Nhưng mà bây giờ giấc sáng này nước gì không thể nào bán được đâu. Còn kia chính là nhà hàng. Đây cô chú nhìn thấy biển này nha, Trung Lương Restaurant là nhà hàng đó cô chú. Và hôm nay chúng ta vào ăn thì đậu xe nữa, phân nửa dưới nước, phân nửa trên bờ. Chúng ta đi vào nhà hàng quay cho bà con xem luôn nha. Và trước giờ chắc chắn là không có anh em YouTube nào dám vô nhà hàng này quay đâu. Hôm nay em vô nhà hàng em quay cho bà con xem luôn coi cảnh nhà hàng ngập như thế nào nha. Đây, cái nhà hàng này chắc chắn cô chú nhìn thấy rất là quen phải không à. Để em quay lại cho bà con xem nha. Đây là khu vực vòng xoay nè. Tuy nhiên vòng xoay này thì chỉ có cái khu vực giữa là nó không có bị ngập thôi cô chú. Còn vòng toàn bộ xung quanh là bị ngập rất là nhiều, bà con cô bác phải né đường. Còn bên kia là Thế Giới Di Động bán phụ kiện điện thoại, cô chú nhìn thấy mọi người đóng cửa luôn rồi kìa. Còn rau củ hỏa cũng như là tất cả các thứ dân dân mọi người đã để lên trên cao hết rồi. Chút nữa em qua đó em quay cho bà con xem nha. Thì chúng ta bước vào bên trong tí, ở khu vực nhà hàng nè, cô chú nhìn thấy khu vực nhà hàng nè. Đây chính là bên trong nhà hàng đây. Bàn ghế rồi mọi người đã đem lên trên cao hết rồi, không buôn bán được nữa. Bên cạnh nhà hàng thì đây là khu vực những cái quán cà phê cốc nhỏ lẻ, nhưng mà tuy nhiên đã ngập vô tới bên trong rồi nên những ghế bàn mọi người đã chắc lên cao. Và đây là một trong những nơi tập kết rau củ quả để các cô chú vận chuyển đi những nơi khác. Ngập bình địa như thế này. Nhờ có những cái thùng phi này cô chú, không có những thùng phi này mọi người không biết để ở đâu nữa, tại vì xung quanh toàn là nước không à. Chuyển đi ha anh ha, ngập quá rồi. Quay cái cảnh anh chuyển bãi đồ lên cho bà con xem nha. Bình thường thì không có nước thì anh rất là tiện luôn, đút đít vô là lên liền ha. Còn bây giờ cái lội sân quần gì nè đó. Xa xa đằng kia là những cái chiếc xe máy này thì mình không có sợ cô chú, nhưng còn chỉ có những chiếc xe tay ga gặp nước gì mình sợ dữ lắm nha. Chiếc xe ba gác của anh nè. Ở đây là chi nhánh mà cũng bị ngập luôn rồi. Ngập nhiều trong nhà nhiều không ông? Ở đây là ông bán là những loại đặc sản như kẹo dừa nè, bánh bía rồi tất cả các thứ đó dân dân hết. Nhưng mà bây giờ nó ngập như vậy thì bà con cô bác đâu dám vô đây đâu các bạn. Cô chú nhìn thấy nè, khu vực ngoài này ngập như vậy thì ai mà ghé nữa. Ta sợ xe cộ đủ thứ hết trơn. Trong năm nay là chú bị hai lần rồi phải không chú? Hai lần rồi. Hồi mùng 1. Rồi mùng 1. Tại Thường Diêm. Như vậy là cách nhau chỉ con tháng à? Là bình thường những năm trước thì là có bao giờ có hai lần gì không chú? Trong một năm không? Cũng có ngập nhưng mà ít phải không? Ít. Dạ. Vô rồi ra đi liền mà. Tại đâu mà lúc già lúc thương anh chị đâu. Đây nè, cô chú nhìn thấy chắc này nó rút bớt rồi đó. Rút bớt rồi nè. Cái khu ngoài này có ảnh hưởng bà con nhiều không chú? Hải Lan này ra xong luôn rồi. Rút da đứa bị rút hết rồi. Dạ. Da tư tưng nồng rút luôn rồi. Cái đường này mình vô trong bà con sống nhiều không chú? Có. Nhiều không? Nhiều. Sâu không chú? Trong sâu không? Đâu, gần đấy. Vô đường là tường có rồi. Dạ. Thì cô chú anh chị các bạn nhìn thấy khi mà nước dâng cao như thế này thì cũng như cơ quan chính quyền của chúng ta phải có biện pháp gì đó chứ, để bà con trong một năm mà chịu hai cái nạn như vậy làm sao sống nổi, làm cái cuộc sống của bà con bị xáo trộn lên rất là nhiều. Nha. Còn ở đây nè cô chú, để em bước vô đây quay cho bà con xem. Cô chú nhìn thấy cái tủ của chú kìa, đó là cái tủ mát đó. Mà cái tủ mát như vậy là cẩn thận điện nha chú, mỗi một khi mà chú muốn ghim lên đó là chú phải kiểm tra cho kỹ nha chú, để
Dạ. Vô không chú? Không. À, vô ra không có kịp. Đó, tắt điện hết rồi. Nhưng mà khi mà rút nước rồi chú có kịp, chú kịp lạ. Không, để chú khô ráo. Thì khô nghe chú. Chứ nó bị mát đó chú ơi, nhiều khi mình đụng vô cái vỏ bằng sắt á. Dạ. Còn ở bên kia là cô chú nhìn thấy bà, cũng như cô với chú đóng cửa là luôn kìa. Chàng vô trong luôn không? Chú trong kia, mà xe cô bà này qua đây. À. Chú trong kia rút hết rồi, chú trong kia rút hết rồi. Trời ơi, nghe nè em kìa. Đường đó đi vô đó không hả? À, nhà ông ở trong luôn hả? À, đúng hết đi. À. Chú bởi lời ra cứ qua. Qua trời. Mấy năm trước đâu có đâu. Mấy năm này thì kỳ quá. Những cái chỗ khác thì bây giờ là bị khô, chết héo luôn, không có nước luôn. Còn chỗ không có nước, còn chỗ này. Chỗ này thì nó vậy đó. Thì cũng việc lên cao. Chỗ không có nước thì chỗ không có nước khô luôn. Dạ. Khô đạo cây ba cây rồi chết hết. Còn chỗ này nước quá trời nước. Ông cảm thấy là năm nay nó có một cái điều gì lạ không ha? Có nghĩa là năm thìn cái nó mọi chuyện nó biến đổi hết trơn ha. Nó không có giống như hồi xưa nữa. Đâu rồi giống đó. Bây giờ nó làm cho bà con mình xáo trộn hết trơn, không biết nào tính luôn á. Dạ tôi lúc ăn đây nè. Ở trong không? Ở trong đây. Chắc này ông đi ra uống cà phê gì hay là ra đây? Đi ra của ai nữa. Không, ông có thể đưa con vào trong, con đi với ông một tí thăm nhà ông không? Để. Để con đi với ông ha. Dạ. Dạ các bạn, thì bây giờ chúng ta tạm xa rời khu vực này để đi vào bên trong thăm nhà giếng cũng như các cô chú khu vực bên trong, đặc biệt là nhà ông nói ngập lên tới ông Nguyễn luôn đó các bạn. Nước rút rồi ông ha. Nước rút. Dạ, rút hết. Bên đây nè. Rút hết trơn luôn rồi. Bữa nay là đỉnh điểm chưa ông? Bữa nay là cao luôn, điểm luôn chưa hay là... Cao hơn bữa nữa. Cao hơn bữa. Thực khuya thì cao hơn kia. Cao hơn ngày kia ha? Rồi, cao hơn. Dạ. Yeah. Rút lại láng hết. Rút hết. Đường này mình còn nhà không chú? Còn, bữa đi xuống đi dơ lắm. Dơ ha? Vô đây là lúc hết trơn. Thạch nhất. Cái này nước rút rồi đó các bạn. Nước rút rồi đó. Vô nghe nó kê lên đây lúc cái tâm. Dạ chào ba. Lúc cái này luôn ha ông? Lúc luôn. Lúc ngang đây, đây ngang đây luôn. Dạ. Rồi bên đây là như này luôn đấy không? Lúc hết luôn. Khu này khu nhà trọ hay gì không? Đâu già ở đó mà ta đi làm rồi. Vậy là ngập lên vậy là, luôn. Là ngập lên là cô chú không hay vậy bỏ ba đồ trong tiêu hết rồi. Tiêu không biết là giờ ta kê hết rồi. Giờ tôi biết tôi kê lên hết rồi. Kê bỏ lên ha. Ừ. Ngập chỗ này đâu ở được đâu các bạn. Ở đâu nữa. Rồi nè. Rút mà ngang đây luôn. Dạ. Dữ lắm luôn hả? Ừ. Đúng già tôi mới kinh viện lại đây. Tới Nguyễn luôn hả bà? Ừ. Tới Nguyễn. Dạ thì vừa rồi là một trong những hình ảnh hữu ích em gửi đến cô chú anh chị và các bạn tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Là một trong những cảnh đau thương mà các cô chú đã gánh chịu hai lần chỉ trọn vẹn trong vòng một tháng, từ tháng Giêng và đầu tháng 2. Trong thời gian này thì ở nhiều chỗ khác cũng như bà con cô bác ở núi rừng chịu hạn hán, đặc biệt là ở Cà Mau, cô chú nhìn thấy là không có nước để tưới tiêu, ruộng đồng thì thất bát, giá cả thì lại giảm sút rất nhiều. Đặc biệt năm thìn năm nay mới có khởi sắc, từ tháng Giêng cho đến tháng 2 thì chúng ta đã nhìn thấy cảnh bà con cô bác bắt đầu vào những vấn đề khó khăn trong kinh tế. Vậy thì chắc có lẽ là em cũng sẽ kết thúc video tại đây. Em xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Và cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Và thì những phút giây vào lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3, em muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh chân thật nhất, thực tế nhất tại dòng xuyến Mỹ Tho. Em xin mời cô chú cùng xem, cùng lắng nghe những bài ca tiếng hát Nam Mô A Di Đà Phật.
cái giờ tan tầm của các cô chú luôn, mấy chân giờ đưa con đi học, các cô chú đi làm, mà gặp nước như thế này thì rất là khó khăn hả cô chú, xe tắc hàng loạt luôn. Gặp cảnh như thế này thì chúng ta cảm thấy rất là xúc động. Và em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tiếp tục nghe những bài ca tiếng hát để vơi đi nỗi buồn khi các cô chú tại Tiền Giang Mỹ Tho gánh chịu. Bồ Tát ứng hóa vô lượng thân, hiệu ngàn muôn diệu ứng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.